Xin chào chị ha, giới thiệu chị một cái chậu quán long đài xưa. Cây này cây đời đầu ha, cây này thì bông rất là to, thơm đậm, hoa mùa. Hoa này thì rơi vào mùa, rơi vào khoảng cuối năm nha anh chị, cuối năm cho tới đầu năm. Chậu này thì gồm có cả to cả nhỏ là 2, 4, 6, 8, 9 thân ha. 9 thân đang đi 3 hướng nè, bên này 2 hướng nè, bên này 1 hướng nữa, 3 hướng ha, thần than và bỏ thông. Chậu size 16, này ship nguyên chậu nha, cây đang thần rất là đẹp. Cây này là hàng giống, khi mà trồng to thì cái lá này nó sẽ xòe bằng bàn tay nè, và lá rất là dài ha. Cái này hàng giống. Này anh chị về mình có thể tách nó làm hai ha. Tách làm hai. Rồi anh chị nào muốn sưu tầm quán long đài xưa đời đầu thì mình tham khảo nha. Liên hệ. Rồi cảm ơn các anh chị đã xem video, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nha anh chị. Rồi xin chào các anh chị.